Đấy. Tại sao tạo điểm từ có các mục tiêu tốt đẹp? Đáp: làm các thành phố nổi lớn trên thế giới có biển sông kênh rạch, phát triển hạ tầng giao thông và nhà ở, giảm ô nhiễm môi trường, gây biến đổi khí hậu, giảm kẹt xe. Nghịch đầu hàng: làm cộng đồng xã hội trong nước giảm mạnh ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, phát triển giao thông đường thủy, có thành phố nổi ứng phó biến đổi khí hậu, có phố đi bộ, cửa hàng, người dân đi lại ăn uống mua sắm trên sông và cầu phao chạy dọc bờ sông. Khi quay 90 độ trở thành cầu nối liền hai bờ cho người hay xe qua lại, tạo thành cảnh đẹp, lạ, độc đáo nên rất hấp dẫn khách du lịch. Gạch đầu hàng: làm cho hàng ngàn doanh nghiệp có nhiều dự án kinh doanh lợi nhuận cao. Gạch đầu hàng: làm cho người dân, khách đi tàu thích thú vì đây là mô hình mới lạ, từ cảnh quan đẹp mắt, phương tiện giao thông hiện đại nhất thế giới chưa từng có, kích thích khách đi tàu, đi học như đi du lịch, ít tốn kém nhờ giá vé rẻ.